Đầu tiên xin cảm ơn các pha chế vì đã giúp chúng tôi tỉnh táo trong quá trình thực hiện nội dung này. Nếu các bạn muốn được xưng danh ở đầu video, hãy bấm nút join bên dưới và tham gia khóa hội viên. Mặt trời đến rồi lại đi. Sinh lão bệnh tử là điều tất nhiên sẽ phải đến với mỗi chúng ta. Cái chết, kết thúc của hành trình dài của chúng ta trên hành tinh này, luôn đem lại sự đau đớn, mất mát và cả nước mắt. Nhưng liệu những giọt nước mắt rơi xuống sau cái chết của người khác có phải là biểu hiện thật lòng của nỗi buồn hay chỉ là hình thức giả tạo của xã hội? Xin chào các không ai cả và chào mừng đã trở lại với kênh Không Người Xem. Tôi là Samurai và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với thần thoại Bắc Âu với câu chuyện về nữ thần chết, Hel. Lưu ý, thần thoại Bắc Âu cũng như bao nhiêu thần thoại khác đều có những phiên bản khác nhau được kể lại. Nội dung hôm nay được lấy từ cuốn Norse Mythology của tác giả Neil Gaiman. Vậy nên, nếu phiên bản này của các bạn có khác với những gì bạn biết, thì đó cũng là chuyện thường tình. Để hiểu hết về video này, các bạn nên xem video về sự bất tử của Balder, cái chết của ông và trò đùa của các vị thần. Link video sẽ được để trong phần bình luận và phần mô tả bên dưới. Balder đã chết, bị đâm bởi phi tiêu bằng cành tầm gửi. Các thần xúm lại, khóc lóc, xé quần áo. Frigg nói, ai trong số các người được hưởng đặc ân của ta bằng cách gặp Hel? Có lẽ cô ta sẽ cho phép Balder trở về thế giới này. Ngay cả Hel cũng không thể tàn nhẫn đến mức muốn giữ thằng bé. Dù sao thì Hel cũng là con gái của Loki, và họ thỏa thuận để xuống đó đổi lấy Balder. Frigg tìm kiếm trong số các thần sẵn lòng tới vương quốc của Hel, kẻ đó có thể sẽ không trở về nữa. Các vị thần nhìn nhau, rồi một người trong số họ giơ tay lên. Đó là Hermod, còn gọi là thần nhanh nhẹn, chư hầu của Odin, người nhanh nhất và gan dạ nhất trong tất cả các vị thần trẻ. Hermod tình nguyện đi tới Hel và hứa sẽ đem Balder đẹp đẽ trở về. Sau đó, họ dẫn Sleipnir tới, con chiến mã tam chân của Odin và cũng là con của Loki. Hermod chèn lên lưng ngựa và lên đường xuống lòng đất, sâu tít bên dưới, để gặp Hel ở đại sảnh cao vút của nàng, nơi chỉ người chết mới có thể tới được. Trong khi Hermod cưỡi ngựa đi vào bóng tối, các vị thần chuẩn bị đám tang cho Balder. Họ đặt xác ông lên Ringhorn, con thuyền của Balder. Họ muốn hạ thủy con thuyền rồi châm lửa đốt, nhưng họ không thể để nó xuống khỏi bờ cát. Tất cả cùng kéo và đẩy, kể cả Thor, nhưng con thuyền vẫn nằm trơ trơ bên bờ cát. Không nhúc nhích, chỉ có Balder là có thể hạ thủy con thuyền của ông, và giờ ông đã không còn nữa. Các vị thần sau đó đã triệu hồi bà Herokin. Bà ta đến, cưỡi trên lưng một con sói, với dây cương là hai con mãng xà. Bà ta đứng trước mũi thuyền của Balder, rồi dùng hết sức mạnh. Bà đã hạ thủy được con thuyền, nhưng cú đẩy của bà mạnh đến nỗi những con lăn dùng để đẩy thuyền bốc cháy, mặt đất rung chuyển và sóng dâng cao dữ dội. Thor tỏ vẻ cay cú vì chính ngài không thể hạ được con thuyền, mà ngài nắm chặt cán Mjolnir, chiếc búa của mình, và cho rằng bà ta đã tỏ ra bất kính. Nhưng các vị thần đã ngăn lại. Thi thể của Balder được rước xuống bờ đá cuội, đỡ bởi bốn vị thần và bốn đôi chân đang rước ông qua đám đông đứng đó. Odin đứng đầu đoàn người đưa tang, hai con quạ đậu trên vai, còn sau lưng ngài là các Valkyrie, các thần tộc Aesir. Ở đám tang của Balder có cả những người khổng lồ băng và những người khổng lồ núi, thậm chí có cả các thần lùn, những người thợ thủ công thá vát khéo tay sống sâu dưới lòng đất. Bởi vì vạn vật trên đời đều khóc thương vì cái chết của Balder. Vợ của Balder, Nanna, thấy thi thể của chồng mình được rước qua, nàng khóc thét và trái tim nàng ngừng đập trong lồng ngực, rồi nàng gục xuống bên bờ biển. Họ đưa nàng đến gian hỏa thiêu, họ đặt thi thể của nàng bên cạnh Balder. Để tỏ lòng thương kính, Odin đặt chiếc vòng Draupnir của ngài lên gian thiêu. Đây là chiếc vòng kỳ diệu được làm cho ngài bởi người Lundbrok và Eitri. Cứ 9 ngày thì lại sinh ra 8 chiếc vòng khác cũng hoàn hảo và đẹp không kém. Rồi Odin thì thầm một bí mật vào đôi tai đã chết của Balder. Và điều Odin đã thì thầm thì không ai khác ngoài Balder và ông biết. Còn tuần mã của Balder, thằng yên cương đầy đủ, được dẫn tới bên giàn thiêu và hiến tế ngay tại đó, để nó có thể chở chủ nhân ở thế giới bên kia. Họ châm lửa cho giàn thiêu, nó cháy bùng lên, nuốt chửng thi thể của Balder, Nanna, con ngựa của ông và mọi của cải mang theo. Thi thể của Balder cháy rực như mặt trời. Thor đứng trước giàn hỏa thiêu, giơ cao Mjolnir lên đầu. Ngài hô lớn trong lúc ném những cái nhìn bực dọc về phía bà khổng lồ Herokin, vì ngài cảm thấy bà ta vẫn chưa tỏ ra tôn kính đúng mực. Lít, một người lùn,
đang đứng trước mặt Thor để nhìn ra hỏa thiêu cho rõ hơn. Thor tức tối đá thẳng gã vào đống lửa, điều này khiến Thor cảm thấy thoải mái hơn một chút, còn tên người lùn thì tệ hơn rất nhiều. Hermod nhanh nhẹn cưỡi ngựa suốt 9 ngày 9 đêm không ngừng nghỉ. Ông cưỡi ngựa xuống sâu hơn và cưỡi ngựa qua màn đêm mỗi lúc một dày đặc, từ chỗ lờ mờ sáng đến chỗ tranh tối tranh sáng, đến một vùng bóng tối như mực không trăng sao. Trong bóng tối, thứ duy nhất ông nhìn thấy được là một vật gì đó vàng ánh lấp lánh ở đằng xa. Ông cưỡi ngựa tới gần hơn và ánh sáng đó rực rỡ hơn. Đó là vàng tỏa ra từ mái tranh của cây cầu bắc qua sông Jor, con sông mà mọi người chết đều phải đi qua. Ngài ghim cương cho Sleipnir đi chậm lại trong khi họ đi qua cầu. Cây cầu liên tục lắc lư, chao đảo dưới chân họ. Giọng một người phụ nữ vang lên hỏi: "Tên ngươi là gì? Gia đình ngươi là ai? Ngươi làm gì ở vùng đất của người chết?" Hermod không nói gì. Ông đi đến bên kia cây cầu, nơi một thiếu nữ đang đứng. Nàng tái xanh nhưng rất xinh đẹp, và nàng nhìn ông như thể nàng chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như vậy. Tên nàng là Modgut và nàng là người canh gác cây cầu. Hôm qua, số người chết đông bằng dân chúng của Nam Vương Quốc đã đi qua cầu, vậy mà chỉ một mình ngươi cũng khiến nó chao đảo hơn tất cả bọn họ. Mặc dù họ đông người và ngựa không đếm xuể, ta có thể thấy máu đỏ dưới da ngươi. Ngươi không có màu của người chết, họ chỉ toàn những màu xám, xanh, trắng và tím. Bên dưới da ngươi vẫn còn sức sống. Ngươi là ai và tại sao ngươi lại đến Hel? Vị thần Aesir tự giới thiệu mình là Hermod, con trai của Odin, và ông đến Hel trên lưng ngựa của Odin để tìm Baldr và hỏi Modgut có thấy Baldr đâu không. Không ai trên đời từng nhìn thấy Baldr mà có thể quên ông được. Baldr đẹp đẽ đã đi qua cây cầu này cách đây 9 ngày. Margaret nói rằng Baldr đã đến đại sảnh của Hel. Hermod cảm ơn và bảo rằng ông ta cũng phải tới đó. Margaret hướng dẫn kỹ càng cho Hermod đường đến đó ở phía dưới, hướng về phương Bắc. Cứ tiếp tục đi xuống và đi về phương Bắc, người sẽ đến được cánh cổng của Hel. Hermod đi tiếp, ông cưỡi ngựa về phương Bắc như lời nói và men theo lối mòn đi xuống sâu nữa, cho tới khi ông thấy vươn lên trước mặt mình là một bức tường cao khổng lồ và cánh cổng dẫn tới Hel. Cánh cổng cao hơn cả những cái cây cao nhất. Hermod xuống ngựa, siết chặt sợi dây đai yên lại, sau đó ông lại lên ngựa rồi bám chặt vào yên. Ông thúc Sleipnir phi mỗi lúc một nhanh hơn. Đến cuối cùng nó la vút lên, một cú nhảy mà chưa con ngựa nào từng làm được trước đó, cũng như từ đó về sau. Và nó nhảy qua cánh cổng Hel, đáp xuống an toàn ở phía bên kia, trong vương quốc của Hel, nơi không người nào sống có thể tới được. Hermod cưỡi ngựa tới đại sảnh của người chết, xuống ngựa, đi vào trong. Baldr, em trai ông ta, đang ngồi ở đầu bàn tại vị trí danh dự. Baldr tái xanh, da ông có màu như thế gian này vào một ngày xám xịt khi không có mặt trời. Ông ngồi đó, uống rượu mật của Hel và ăn thức ăn của nàng. Khi nhìn thấy Hermod, ông liền bảo Hermod đến ngồi cạnh mình và ăn cùng bàn với họ. Đối diện bên kia Baldr là vợ ông, Nanna, và bên cạnh nàng là một kẻ không có gì vui vẻ cho lắm, là một người lùn có tên là Lit, kẻ đã bị Thor đá vào đống lửa. Ở thế giới của Hel, mặt trời không bao giờ mọc và ngày không bao giờ có thể bắt đầu. Hermod nhìn sang bên kia đại sảnh và ông thấy một người phụ nữ có vẻ đẹp kỳ lạ. Bên phải cơ thể của nàng có da thịt bình thường, trong khi bên trái lại đen xì, thối rữa như một cái xác đã chết một tuần mà ta có thể thấy đang treo lơ lửng trên cây trong rừng hoặc bị đóng băng trong tuyết. Và Hermod biết đây chính là Hel, con gái của Loki, người mà cha chung đã giao cho cai quản vùng đất của người chết. Hermod tiến tới và nói với Hel: "Tôi đến đây là vì Baldr. Chính Odin đã cử tôi đi. Vạn vật trên thế gian đều khóc thương cho anh ấy. Hãy trả anh ấy cho chúng tôi." Hel dửng dưng, một con mắt màu lục nhìn thẳng vào Hermod, con mắt kia trũng xuống, đờ đẫn. Nàng tự giới thiệu mình là Hel với giọng cộc lốc: "Người chết đến với nàng và họ sẽ không bao giờ trở về dương gian nữa. Vậy thì tại sao phải trả Baldr?" Hermod lập luận rằng tất thảy đều khóc thương cho Baldr. Cái chết của anh đã gắn với tất cả những nỗi đau chung, từ thần cho tới người khổng lồ băng, từ người lùn cho tới tiên, từ động vật cho tới cây cỏ, từ sỏi đá cho tới mây bay. Tất cả cũng phải nhỏ lệ. Những viên sỏi mơ rằng Baldr dũng cảm sẽ được trở về với thế giới có mặt trời. Vậy nên hãy thả Baldr ra. Hel không nói gì. Nàng nhìn Baldr bằng cặp mắt cộc lệch, rồi nàng thở dài. Baldr là thứ đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất từng đến với vương quốc của nàng. Nghĩ hồi, Hel đáp lại:
Nhưng nếu đúng như lời người nói, nếu vạn vật đều khóc thương cho Bowder, nếu vạn vật đều yêu quý hắn ta, thì ta sẽ trả lại hắn cho các thần. Hermod gục xuống trước Hel. Người thật là cao quý. Xin cảm ơn người, hỡi nữ hoàng vĩ đại. Nàng nhìn xuống Hermod. Đứng lên, nàng nói. Ta chưa nói là sẽ trả lại Bowder. Đây là nhiệm vụ của ngươi, Hermod. Hãy hỏi họ, hỏi các vị thần, những người khổng lồ, từng hòn đá và từng cái cây. Hãy hỏi tất cả. Nếu vạn vật trên dương gian đều khóc thương cho Bowder và muốn hắn ta trở về, thì ta sẽ đưa hắn về với Aesir và Dương Thế. Nhưng nếu chỉ một sinh vật không chịu khóc hay có lời chỉ trích hắn, thì chính hắn, Bowder, sẽ ở lại với ta mãi mãi. Hermod đứng dậy. Bowder dẫn ông ra khỏi đại sảnh và Bowder đưa cho Hermod chiếc vòng Draupnir của Odin để làm bằng chứng là Hermod đã đến Hel. Nana trao cho ông chiếc áo vải lanh cho Frigg và một chiếc nhẫn vàng cho Fulla, người hầu gái của Frigg. Còn người Lunlith thì chỉ nhăn nhó và làm cử chỉ cúc xúc, có thể là giơ ngón giữa dành cho Thor. Hermod lại chèn lên lưng của Sleipnir. Lần này cánh cổng của Hel mở rộng ra cho ông đi. Ông ấy đi qua cầu và cuối cùng vị thần Aesir lại thấy được ánh sáng ban ngày. Tại Asgard, Hermod trao trả chiếc vòng Draupnir cho Odin, cha chung, và kể lại cho ngài những gì đã xảy ra và những điều ông đã thấy. Trong khi Hermod ở Helheim, Odin đã có một người con trai khác thay thế Bowder. Người con trai này có tên là Vali, là con của Odin với nữ thần Rind. Khi chưa được một ngày tuổi, vị tiểu thần đã tìm được Hodir và giết chết ông. Vậy là cái chết của Bowder đã được báo thù. Các thần tộc Aesir cử sứ giả đi khắp thế gian. Các sứ giả của Aesir cưỡi ngựa nhanh như gió và họ yêu cầu tất cả những thứ mà họ gặp được hãy khóc thương cho Bowder để Bowder có thể được giải thoát khỏi thế giới của Hel. Phụ nữ khóc, đàn ông khóc, trẻ em khóc, động vật khóc, chim trên trời khóc cho Bowder, mặt đất khóc cho Bowder, cây cối khóc cho Bowder và sỏi đá cũng khóc cho Bowder. À gặp được, thậm chí những thứ kim loại vô tri khi gặp sứ giả và được cho biết hãy khóc thương cho Bowder, nó cũng phải khóc như một thanh gươm sắt lạnh thường nhỏ lệ khi ta đem nó từ nơi băng giá ra ngoài ánh sáng mặt trời và hơi ấm. Tất cả mọi vật đều khóc thương cho Bowder. Các sứ giả đắc thắng và vui sướng trở về sau khi hoàn thành sứ mệnh. Bowder sẽ sớm quay trở lại với các thần tộc Aesir. Họ ngồi nghỉ trên một ngọn núi bên một gờ đá bên cạnh một cái hang, rồi họ cười đùa, ăn thức ăn, uống rượu mật. Ai đâu? Một giọng nói vang lên từ trong hang. Và rồi một mụ già khổng lồ bước ra. Mụ ta có cái gì đó quen quen, nhưng các sứ giả không chắc chắn, bởi vì vẻ quen quen đó rất lạ thường. Mụ ta tự giới thiệu mình là Thok, cái tên có nghĩa là biết ơn, rồi hỏi các vị thần đang làm gì ở đây. Họ trình bày rằng họ đang yêu cầu vạn vật trên đời khóc thương cho Bowder vì Bowder đã chết. Bowder đẹp đẽ đã bị giết bởi người anh mù của mình. Vì tất cả mọi người đều nhớ thương Bowder như nhớ mặt trời. Bowder đi như mặt trời không bao giờ tỏa sáng nữa. Và mỗi người cho chúng ta đều phải khóc thương cho ông. Mụ già khổng lồ gãi mũi, hắng giọng, rồi nhổ toẹt xuống nền đá. Mụ Thok già này bảo là sẽ không khóc cho Bowder. Mụ nói thẳng thừng. Dù sống hay chết thì con trai Odin cũng chẳng đem lại cho mụ điều gì ngoài khổ sở và tức tối. Ta mừng là hắn đã chết. Rác rưởi như thế, chết đi cho quách. Rảnh mắt, cứ để Hel giữ hắn ta. Rồi mụ lê bước vào bóng tối trong hang và biến mất. Các sứ giả trở về Asgard và kể cho các vị thần những điều họ từng thấy, rồi nói rằng họ đã thất bại. Bởi vì có một mụ già đã không chịu khóc thương cho Bowder và không muốn ông trở về. Một mụ khổng lồ già sống trong một cái hang ở trên núi. Và tới lúc đó họ mới nhận ra Thok già khiến họ nhớ tới ai. Điệu bộ, cách nói, y hệt. Kẻ này là không ai khác ngoài con trai của Laufey, Loki. Thor đoán đó chính là Loki giả dạng. Và tất nhiên đó chính là Loki, bởi vì lúc nào mọi thứ xảy ra cũng tại vì Loki. Thor nhấc búa Mjolnir lên và tập hợp một nhóm các thần để săn lùng Loki và trả thù. Nhưng kẻ gây rối xảo quyệt đã biến mất. Hắn đang trốn ở một nơi rất xa Asgard, tự đắc vì danh mãnh của mình và đợi chờ cho tới khi mọi chuyện lắng xuống. Và đó là câu chuyện về hành trình đến với Helheim, nơi ở của nữ thần chết Hel, con gái và là đứa con thứ hai của Loki trong series về những đứa con của Loki trong thần thoại Bắc Âu. Câu chuyện này xen giữa cái chết của Bowder và sự khởi đầu của Ragnarok. Vậy nên nếu các bạn có thắc mắc gì, có thể xem qua hai video đó, chúng mình sẽ để link trong phần mô tả và phần bình luận bên dưới. Ngoài ra, các bạn có chia sẻ hay thắc mắc gì, hãy để lại trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ,
Nếu bạn thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong thời gian tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp bằng nút Thanks hoặc gia nhập hội viên bằng nút Join bên dưới. Cảm ơn tất cả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo về những đứa con của Loki, câu chuyện về con mãng xà thế giới Jormungandr. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.